powerpoint.vn Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các cái tính chất và đặc tính của cái hình vẽ. Thì bài trước ấy, chúng ta chủ yếu là tìm hiểu các cái tính chất đặc tính dựa trên các cái thanh công cụ này, những cái nút ở trên thanh công cụ này. Thì còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn là chúng ta kích chuột phải ở đây, chúng ta vào cái lệnh format shift, nó sẽ đổi ra cái menu này. Và bài này thì chúng ta tìm hiểu tính trong cái thẻ format shift này. Thì bản chất các cái tính năng và thuộc tính của cái thẻ format shift này nó cũng là ở trên này mà thôi, tuy nhiên nó sẽ ở mức sâu hơn. Ví dụ như là gradient này, nó chỉ có một số mẫu thôi. Thế còn để mà điều chỉnh những cái mẫu này nó theo cái cách mà chúng ta muốn ấy, thì chúng ta phải vào more gradient. Cuối cùng thì nó cũng đổ ra cái bảng format shape, chính là cái mà chúng ta bật chuột phải đây ra. Tất cả các cái mà chúng ta gọi là more line hoặc là preset và 3D option ấy, khi mà chúng ta bật ra thì nó cũng sẽ đều đổ ra bảng format shape này. Đây là cái tùy chỉnh sâu hơn cho tất cả những cái lệnh ở đây. Ở trong cái format shape này nó có phần shape option và cái text option, và hai cái chức năng này riêng nhau. Cái shape option là cho cái hình vẽ, thì còn text option là text box này. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần shape option trước. Trong bất kỳ một cái hình vẽ nào, nó đều có cái fill là cái màu nền này, và cái line là cái đường viền. Khi mà chúng ta ấn low fill thì nó sẽ không được đổ màu, đúng không ạ? Còn cái solid fill này, màu đông đặc hay là đông nhất, nếu mà chúng ta không nhấn vào đối tượng nào mà chúng ta nhấn vào cái background này, thì cái màu ở đây, cái bảng đấy nó chính là cái bảng màu của cái background này. Ví dụ như là chúng ta nhấn đây thì đổi màu của background, đúng không ạ? Thì đối với cái background cũng có các tính chất giống như tính chất của cái hình vẽ này. Thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu tính chất của cái hình vẽ này thì chúng ta sẽ hiểu được cái tính chất của cái background này, thì nó cũng tương tự như vậy. Trước hết là chúng ta tìm hiểu cái phần fill, đúng không ạ? Solid fill đấy chính là cái màu đông đặc hay màu đông nhất. Thì để điều chỉnh cái màu đông nhất thì chúng ta có thể vào đây để chúng ta chọn màu, nó cũng tương tự như là ở cái thẻ drawing tool này. Tuy nhiên trong cái thẻ drawing tool này thì chúng ta sẽ không điều chỉnh được cái độ transparent mà ở đây nó mới có, đúng không ạ? Độ trong suốt chúng ta nhìn giống như là cái lớp kính mờ ấy, thì càng kéo về đây thì cái độ trong suốt càng cao và có thể trong suốt hoàn toàn. Cái này chúng ta cũng rất hay áp dụng, là bởi vì là có nhiều hình vẽ là chúng ta sẽ phải vẽ nó trong suốt để chúng ta thấy được cái lớp dưới. Ví dụ chúng ta cho cái này nó nổi lên trên để chúng ta thấy được cái lớp dưới đó. Đây là cái công cụ transparent, kéo trong suốt. Chúng ta sang phần gradient. Khi mình nhấn vào nút gradient, cái này thành màu biến đổi ít nhất là hai màu, đúng không ạ? Cái đập vào mắt chúng ta đầu tiên ấy, đấy chính là các điểm màu. Thì chúng ta tìm hiểu các điểm màu này đầu tiên. Chúng ta thử thay đổi các điểm màu và phân vùng màu. Nếu chúng ta co kéo đây ấy, thì chúng ta thấy ở đây nó thay đổi, đúng không ạ? Đó. Bây giờ chúng ta nhấn vào đây. Ở đây nó cũng đổ màu cho cái điểm này. Chúng ta ví dụ chúng ta đổ màu đỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở đây nó bị thành màu đỏ, đúng không ạ? Nếu chúng ta co cái này thì cái phân vùng màu đỏ này nó bị hẹp lại, tĩnh tiến theo cái đường này. Để cái miền xác định của nó. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đổi cái màu này thành cái màu xanh. Màu liên kề thành màu xanh, đúng không ạ? Cái màu tiếp theo chúng ta đổi thành màu vàng này chẳng hạn. Và cái màu cuối cùng chúng ta đổi thành màu tím. Đó. Thì các điểm màu này nó tương ứng với các cái điểm màu trên này, nó chạy theo. Và giả sử mà chúng ta xóa bớt đi, đây nó có 4 điểm màu, đúng không? Ít khi chúng ta dùng đến 4 điểm lắm. Thông thường chúng ta chỉ dùng đến 2 điểm mà thôi. Chúng ta xóa hai cái giữa này đi. Chúng ta nhấn vào cái điểm này, chúng ta ở đây có cái nút gạch đỏ này, chúng ta xóa. Thế còn để mà thêm điểm màu thì chúng ta chỉ cần nhấn ở đây, chúng ta kéo cái nhấn đây cái là nó sẽ sinh thêm điểm màu, và chúng ta có thể đổ thêm các cái màu khác nhau. Đó. Và trong mỗi cái điểm màu này thì nó cũng có cái phần gọi là transparency. Chúng ta kéo ấy thì cái phần này nó trở thành trong suốt. Chúng ta dịch nó đây. Đó. Và chúng ta đang thấy là cái phần trên này nó đang trong suốt, đúng không ạ? Nếu kéo nữa thì cái phần trên nó thành trong suốt hoàn toàn. Và ở dưới ấy, nó thành màu đục, bởi vì cái điểm này chưa được kéo trong suốt. Nếu mà chúng ta kéo tiếp tục ấy, thì hai phần này nó sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đường viền này để chúng ta nhìn nó rõ hơn nữa.
thì cái phần line này chúng ta ấn đông line. Ví dụ như là tôi sẽ dùng cái màu tím, cái này cũng là màu tím các bạn. Tuy nhiên cái phần này thì tôi sẽ kéo trong suốt đi. Thì nó sẽ thành biến đổi như vậy. Và đây cái chiều nó đang là chiều từ trên xuống dưới đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi cái chiều này. Ví dụ đây, chúng ta có thể thay thành chiều ngang đây. Đây là các chiều khác nhau. Và có thể theo đường chéo. Và đây chỉ là các cái hướng, các cái góc phổ biến thôi. Ví dụ như là đây là ngang hoặc bằng 90 độ, 180 độ đúng không? Hoặc là đây là chéo này là 45 độ. Nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh cái góc mà nó lẻ ấy, thì chúng ta có thể dùng cái này. Tất cả các hướng này nó vẫn là đang hướng ngang hoặc dọc, nghĩa là hướng tiếp tuyến thẳng. Để mà đổi chiều nó thành đường vòng tròn ấy, thì chúng ta có thể đổi sang đây, gradient này. Trong kiểu gradient này có cái từ tâm ra này. Chúng ta kéo cái phân vùng này to và nhỏ. Hoặc là từ phía góc phần rectangle là cái phần theo kiểu đường chéo. Pass là bốn đỉnh đúng không ạ? Nếu mà chúng ta tích vào cái rotate thì cái hướng xoay theo cái hình vẽ. Thế còn nếu mà chúng ta không tích cái rotate này thì cái hướng này nó sẽ luôn luôn theo cái hướng mà chúng ta đặt ở đây. Ví dụ như là chúng ta đặt đây là theo hướng thẳng đứng đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta xoay, chúng ta bỏ cái này đi thì nó luôn luôn là theo hướng thẳng đứng. Nó không xoay theo hình. Thế còn chúng ta tích cái này thì nó sẽ xoay theo hình. Khóa lại. Với các điểm màu này còn có tính sáng tối nhá. Chúng ta kéo này thì nó sẽ thành sáng và nhạt. Nó tương ứng với là chúng ta chọn cái màu gì đây. Còn cái phần trên này, phần preset gradient, đây là một số mẫu mà họ đã chọn sẵn phối màu cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng, chúng ta đỡ phải điều chỉnh. Như vậy ở cái phần gradient thì chúng ta cần quan tâm đấy là các cái điểm màu, số lượng các điểm màu, rồi là cái phân miền hẹp hay rộng. Rồi chúng ta tính đến cái độ chamferance, độ trong suốt. Một phần nào trong suốt thì chúng ta nhấn cái phần đó và chúng ta kéo cái trong suốt này đi. Đó là hai cái mà chúng ta cần quan tâm thôi. Thế còn các cái khác thì ít khi chúng ta điều chỉnh.